Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cầu xin cơn mưa phát lên đổ xuống trên quý vị về hội thánh và trên Đức Chúa Trời. Và ngày hôm qua thì Đức Thánh Linh đã giải cứu tâm trí chúng ta. Amen. À, hôm nay thì chúng ta sẽ có đề tài đó là Thánh Linh bày tỏ và trang bị cho chúng ta. Amen. Thánh Linh bày tỏ và trang bị cho chúng ta. Thì chúng ta có một sự bày tỏ được lên Chúa và chúng ta cũng được chúng trang bị để chúng ta có thể phục vụ Chúa như ngày sẽ đến. Amen. Chúa Thánh Linh yêu quý của chúng con, Ngài luôn luôn là tác giả của Kinh Thánh và Ngài là giáo sư lớn của chúng con. Ngài dẫn chúng con vào mọi nơi. Ngài bày tỏ cho chúng con về lời của Chúa. Ngài bày tỏ sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cho chúng con. Bởi vì Ngài được Đức Chúa Trời bày tỏ qua Thánh Linh. Ngài thấu hiểu mọi sự cả thiện sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa Ngài chúng ta là đấng mà đang lãnh đạo hội thánh của Ngài, đang dẫn dắt hội thánh của Ngài, và Ngài luôn luôn dạy dỗ hội thánh của Chúa, làm cho hội thánh của Chúa trở thành trưởng thành, hiệp nhất, toàn thứ có nhan đầy trọn trong Chúa Thánh Giêsu. Hội thánh của Chúa là hội thánh linh hiệp, không vết, không nhan, không chi, giống như vậy hội thánh sạch, không chỗ trống. Cảm ơn Chúa vì sự tuyệt vời của Đức Thánh Linh ở trong hội thánh. Và làm rất là nhiều điều qua hội thánh của Chúa, nhắc mà chúng con nhìn thấy những người con của Chúa Trời được trưởng thành mỗi ngày, hiểu biết càng sâu nhiều hơn về lời của Chúa Trời. Cảm ơn Cha. Chi danh thì giờ chúng thầy này chúng ta cha vào một người trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Chúng ta cảm ơn Chúa vì Thánh Linh được ban đến ngày thiết lập hội thánh đầu tiên. Bởi vì Chúa Giêsu nói rằng là ta sẽ lập hội thánh ta thềm đá. Amen. Chúa Giêsu nói ta sẽ, và sau đó Ngài đã về trời và Ngài đổ Thánh Linh đến. Amen. Và qua Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì hội thánh đầu tiên đã được thành lập, 120 người cộng thêm 3.000 người nữa. Amen. Đã có Chúa và Thánh Linh dìu dắt hội thánh đầu tiên, và vào hội thánh đầu tiên đầy dẫy Đức Thánh Linh, đầy dẫy đức tin, đầy dẫy âm sủng của quyền năng của Ngài. Và chúng ta thấy rõ ràng là Đức Thánh Linh ở với từng cá nhân và Đức Thánh Linh cũng ở với hội đồng. À, Đức Thánh Linh dẫn dắt Phi-rơ, Đức Thánh Linh dẫn dắt Ê-tiên, Đức Thánh Linh dẫn dắt Philip, dẫn dắt đời sống của Sa-lô. Đức Thánh Linh ở cùng với hội đồng trưởng lão và hội đồng họ tuyên bố rằng Đức Thánh Linh cùng chúng ta quyết định trong đoạn 15 câu số 28. Amen. Hội thánh đầu tiên họ thành công bởi vì có Đức Thánh Linh lãnh đạo họ, có Đức Thánh Linh chỉ dẫn họ, có Đức Thánh Linh dạy dỗ họ, và có Đức Thánh Linh đồng công vào quyền năng sáng tạo đã xảy ra nên hội thánh hoàn toàn là đắc thắng và thành công. Amen. Ngày hôm nay có rất nhiều hội thánh cũng không hiểu, họ cũng không hiểu lỗi rằng tại sao hội thánh thành công đầu tiên, nhưng mà bây giờ thì mình không thấy gì hết. Nhưng mà nếu ai đó suy gẫm rồi tìm kiếm nè, rồi có em nó Đức Thánh Linh, rồi chúng ta sẽ thấy nhiều điều tuyệt vời xảy ra qua đời sống của mình. Amen. Không có Thánh Linh chúng ta không làm chi được. Và món quà tốt nhất mà Đức Chúa Trời ban cho hội thánh đó là Đức Thánh Linh. Món quà tốt nhất Đức Chúa Trời ban cho thế giới và là thế gian là Chúa Đức Thánh Linh Giêsu. Để họ nhận lãnh Chúa Giêsu để được cứu rỗi và đã được cứu rồi thì nhận lãnh Đức Thánh Linh để cùng làm việc với Ngài, để được Ngài con bóp, được Ngài nuôi dưỡng. Amen. Đức Thánh Linh bày tỏ và trang bị điều thứ nhất trong Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 17 thì nói như thế này: tôi cầu xin Đức Chúa Trời của Chúa Cứu Thế Giê-xu Chúa chúng ta, Cha vinh quang ban cho anh chị em tâm linh thông sáng và khải thị để nhận biết Ngài, xoay sáng con mắt lòng anh chị em để hiểu thấu niềm hy vọng của ơn Ngài kêu gọi là gì, thế nào là cơ nghiệp giàu có vinh quang của Ngài giữa bằng các thánh, và thế nào là quyền năng vĩ đại siêu việt Ngài
dành cho anh chị em là những người tin theo như năng lực mạnh mẽ của Ngài hành động. Đây là năng lực mà Ngài tác động trong Chúa Cứu Thế, khiến con Ngài sống lại từ trong cõi chết, ngự trị bên phải Đức Chúa Trời trên các tầng trời. Amen. Trời ơi, mọi giới lãnh đạo thẩm quyền năng lực và thống trị vượt ra mọi danh hiệu được tôn xưng trong đời này và đời sẽ đến nữa. Đức Chúa Trời đã bắt vạn vật phục dưới chân Chúa Cứu Thế, lập Ngài đứng đầu trên mọi sự, làm đầu hội thánh. Hội thánh chính là thân thể Ngài và sự đầy đủ trọn vẹn của Thánh, viên mãn mọi sự trong mọi loài. Amen. Điều đầu tiên là Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta. Khi chúng ta ghi nhận Chúa Giêsu và khi chúng ta được bắt em với Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta một tâm tư khôn ngoan và được khải thị để nhận biết Ngài. Amen. Chúng ta biết khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì huyết của Chúa Giêsu rửa sạch lương tâm của chúng ta ra khỏi những con người chết. Thì thánh linh của Đức Chúa Trời làm cho tâm linh chúng ta sống lại. Bởi vì tâm linh của con người đã bị chết, bị phân cách với Đức Chúa Trời từ khi Adam phạm tội. Sau một thời gian thì chúng ta thấy rằng thánh linh của Đức Chúa Trời đã ra khỏi loài người vì loài người chỉ là xác thịt. Và chúng ta nhìn xem trong Kinh Thánh thì khi Đức Chúa Trời chọn lựa ai thì Ngài sức giàu cho người đó, và người đó đã thành những con người siêu nhiên của Đức Chúa Trời, làm cái việc siêu nhiên của Đức Chúa Trời, chọn người này chọn người kia thôi. Nhưng mà chúng ta nhớ là qua Chúa Cứu Thánh Giêsu thì thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống trên tất cả mọi người, con trai con gái, con trai tớ gái. Amen. Không có gì còn ngăn cản. Đây là một cái thời kỳ vô cùng lớn lao, vô cùng tuyệt vời, và đó là ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để chúng ta qua Chúa Thánh Giêsu mà nhận được tất cả mọi điều mà Ngài ban cho, không có tốn một đồng tiền nào cả. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi cầu tôi cầu xin Đức Chúa Trời của Chúa Cứu Thế Giêsu, Chúa chúng ta chính giáo vinh quang ban cho anh chị em tâm linh thông minh và khải thị để nhận biết Ngài. Amen. Cái điều mà nhận biết Đức Chúa Trời là một cái điều lớn lao vô cùng. Amen. Chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì chúng ta chưa biết Đức Chúa Trời đâu. Nhưng mà khi mà tâm linh chúng ta được mở ra và thánh linh khải thị cho chúng ta thì chúng ta sẽ biết được Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Amen. Amen. Nên khi tôi nhắc là một câu thứ hai nói rằng là anh chị em đã được chọn lựa theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là cha, được thánh hóa để có một đời Đức Thánh Linh và được giải quyết bởi Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Chúng ta có ba thân vị Đức Chúa Trời hành động trên một con người tin nhận Chúa Giêsu. Nên là Chúa Giêsu dạy khi đi ra giảng đạo thì họ tin nhận rồi phải nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh và phải có đem cho họ. Một người tin Chúa thì có ba thân vị Đức Chúa Trời sẽ hành động qua một con người. Amen. Chứ không phải là mình mà Chúa Giêsu là đủ. Amen. Sự khải thị trong tâm linh, chúng ta biết là tâm linh chúng ta được sống lại, tâm linh chúng ta được tái sanh, thì tâm linh đó bắt đầu đầy dẫy Đức Thánh Linh, được bắt lên với Đức Thánh Linh, và Thánh Linh ngự trị trong tâm linh của con người, và Thánh Linh sẽ khải thị để chúng ta biết được Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Amen. Chúng ta biết được Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được công tác, nước Cha được đến, ý Cha được đến, ở đất như hướng. Chúng ta cần phải hiểu Đức Chúa Trời là cha. Tại sao như vậy? Tại sao Đức Chúa Trời là cha? Trong thời tự ước mình vắng bóng cái tên người cha đúng không? Chúng ta thấy rất là ý chỉ có một lần ở trong truyền văn xuất ca này, nó là bỏ Đức Chúa Trời là Đấng sinh thành là cha, rất ít đó vậy cả. Nhưng mà khi Chúa Giêsu đến thì Ngài hướng dẫn các môn đồ cầu nguyện với Cha trên trời, là Cha chúng con ở trên trời, ta ở trong Cha và Cha ở trong ta các ngươi, ở trong Cha và Cha ở trong các ngươi. Amen. Thì Ngài nói rất là nhiều về Cha, và chúng ta nhận biết được rằng khi Chúa dựng nên Adam
con của Đức Chúa Trời theo Luca đoạn 3 câu 38, xét ra Adam, Adam là con của Chúa Trời. Amen. Như vậy thì Adam là con của Đức Chúa Trời. Và sau đó có người phạm tội rồi lang thang trên cõi đời này, trên thế giới này là không còn nhận biết Đức Chúa Trời nữa. Và Đức Chúa Trời chỉ chọn lựa Noe, chọn lựa Abraham, chọn lựa dòng dõi Israel. Và Israel biết Đức Chúa Trời là cha của tất cả thế gian, không phải như vậy. Nhưng mà qua Chúa có thấy Giê-xu này thì cả toàn thế giới sẽ biết Đức Chúa Trời là cha. Amen. Bởi vì khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu thì điều gì xảy ra? Những kẻ ai đã nhận Ngài, Ngài ban cho việc phép trở nên con Đức Chúa Trời. Amen. Và ban cho kẻ tin nhận Ngài, người ấy không sinh bởi duy quyết, bởi tình dục, bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời. Amen. Một người sinh bởi Đức Chúa Trời, người ấy là con Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời chính là cha của họ. Amen. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa của mình thì chúng ta được trở thành là em của Chúa Giê-xu. Amen. Tử vị hai mươi đoạn hai câu số 10 nói rằng Đức Chúa Trời cũng đem chúng ta vào trong vinh quang. Đến vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời, trong vinh quang của Đức Chúa Trời thì Ngài thiên cát giảm sự tươi đổi hoàn hảo trong sự thống khổ để tắm thánh hóa và người được thánh hóa trở thành cùng một cha trên trời. Amen. Chúa Giê-xu đã thánh hóa rửa sạch trong lòng chúng ta, và chúng ta là người được thánh hóa thì trở thành con cùng một cha. Amen. Như vậy chúng ta với Chúa Giê-xu lại lên. Amen. Ngài là con trưởng nam, nó là con cả giữa vòng anh chị em. Amen. Nên chúng ta biết được là Chúa Giê-xu là anh cả của chúng ta, và Ngài cũng là Đức Chúa Trời, và Ngài trở thành con người, Ngài trở thành con cả giữa vòng anh chị em, và chúng ta là con thứ. Hậu thánh là con thứ, Chúa Giê-xu là đầu của hậu thánh, hậu thánh là thánh thể của Ngài. Amen. Chúng ta biết rõ ràng Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Amen. Amen. Vui sướng không? Có nghĩa là bao nhiêu năm đang khác không biết cha mình là ai, nhưng mà bây giờ qua Chúa Giê-xu chúng ta tin nhận, và qua sự khải thị của Đức Thánh Linh chúng ta biết cha chúng ta chính là Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta biết cha chúng ta là Đức Chúa Trời, chúng ta là con Chúa và con cửa của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Và Chúa nói tiếp: soi sáng con mắt của lòng anh chị em để hiểu thấu niềm hy vọng của ơn Ngài kêu gọi là gì. Soi sáng con mắt lòng cũng là soi sáng trong lương tâm của chúng ta để chúng ta hiểu được cái niềm hy vọng của ơn Ngài kêu gọi là gì. Amen. Chúa chọn lựa, Chúa kêu gọi đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời đã biết trước và chọn lựa chúng ta, có nghĩa là Ngài biết chúng ta nghe về Chúa Giê-xu thì chúng ta hạ mình tin nhận Chúa Giê-xu và hãy đọc ăn năn tội lỗi của mình. Đó là Ngài biết trước và Ngài chọn chúng ta. Có nhiều người tưởng là họ không nghe, không tin và không sẵn sàng hạ mình xuống để mà biết nhận Chúa Giê-xu là Chúa Giê-xu. Nhưng mà Chúa biết trước chúng ta và Chúa đã chọn lựa đời sống của chúng ta. Như vậy thì Chúa đã chọn lựa đời sống chúng ta. Chúng ta có một chức vụ ở trong Chúa Giê-xu, Ngài kêu gọi chúng ta trở về như là đứa con trai khoa được trở về, thì Ngài phục hồi lại đời sống chúng ta. Ngài mặc áo công chính cho chúng ta, mang giày cho chúng ta, gì nữa, đeo nhẫn vào và mà rồi gì nữa là bò mọc tiếp đãi chúng ta. Amen. Vui mừng vì con ta đã mất, bây giờ lại còn, đã chết bây giờ sống lại. Amen. Như vậy thì đó là ơn kêu gọi của Chúa. Ngài kêu gọi hãy trở lại cùng ta thì ta đã ở cùng các ngươi. Hãy trở lại cùng ta, ta sẽ là cha của các ngươi và các ngươi là con trai con gái. Amen. Ngài kêu gọi trở lại, và khi chúng ta được trở lại đó là ở ơn kêu gọi của Ngài, và chính Chúa đã lên tấm khải thị để chúng ta biết Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta, không phải là chúng ta ôn ngoan giỏi gì đó tìm tòi gì đó mà chúng ta được trở lại với Chúa Trời thôi. Nhưng mà không phải các ngươi tìm ta nhưng mà ta tìm các ngươi, không phải các ngươi yêu ta trước nhưng mà ta yêu các ngươi trước. Amen. Chúa luôn luôn tìm kiếm chúng ta, giống như là Ma-thi-ơ 13 câu 4-6 nước thì đàn giống như người kia đi tìm kho báu, mà khi đi tìm được kho báu còn đắm được thì đi về bán hết gia tài của mình để mua đắm được ruộng làm thế gian. Và chúng ta là kho báu ở trong thế gian này. Amen. Amen. Còn Chúa Giê-xu là đấng từ bỏ cả thiên đàng, từ bỏ tất cả điều gì của mình, đó là một con người
bình thường một con người tôi tớ để tìm kiếm chúng ta. Amen. Có người đến tìm và cứu kẻ hư mất. Amen. Như vậy là Chúa Giêsu là con người đó đến tìm chúng ta. Và Chúa Giêsu mới có khả năng mua chuộc chúng ta, mua cả đám quần này, là mua cả thế giới này, mua cả con báo luôn. Và chúng ta là con báo, và chúng ta là một con người. Anh ăn trở lại với Chúa thì thiên đàng vui mừng. Một con người anh ăn trở lại với Chúa thì thiên sát đến đời vui mừng. Amen. Đây chúng ta là những người còn một linh hồn quý hơn cả thế gian rồi. Cảm ơn Chúa, ngạc nhiên chúng ta là cứu chuộc đời sống của chúng ta. Chúng ta biết được cái ơn kêu gọi này thì chúng ta đã từng bao giờ tôi đi đừng nói là tôi không làm được. Phải không? Chúng ta trang bị đầy đủ cho chị em để anh chị có thể làm được. Đến nỗi mà phong lô nó là tôi làm được mọi sự. Bây giờ nắm bán thêm sức cho tôi làm được mọi sự. Cả cái sự mà bị đánh đập rồi tôi cùng đài rồi giết chết, tôi làm được mọi sự. Chỉ được hết. Bởi vì Chúa ở cùng chúng ta. Amen. Điều thứ ba là gì? Và thế nào là cơ nghiệp giàu có vinh quang của Ngài giữa vòng các nào là cơ nghiệp giàu có vinh quang của Ngài giữa vòng này. Không những chúng ta biết được Đức Chúa Trời của chúng ta là cha của chúng ta, chúng ta biết được địa vị của chính mình được sự kêu gọi như thế nào và trở thành con Đức Chúa Trời như thế nào, và chúng ta cũng biết được cái cơ nghiệp của cha chúng ta. Cha chúng ta có giàu không? Thế giới này có giàu không? Giàu vô cùng á. Thế giới này đi cầu thay á, giàu lắm luôn á. Kim cương rồi vàng đủ mọi thứ trên thế giới này cũng đắt nè, đầy dãy mỏ giàu luôn, giàu lắm luôn, đất giàu có vô cùng đó, tạo ra quả đất và quả đất để cho con người trong cái dòng sông trong vườn Eden nó có vàng nhũ hương và rất nhiều nữa, rất là tuyệt vời, rất là giàu có cho con người và tất cả là Đức Chúa Trời ban cho. Và chúng ta phải biết được cái cơ nghiệp giàu có của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là thế nào. Qua cảm ơn Chúa nào cả. Amen. Qua các lần Chúa mặc khải để chúng ta hiểu được cha chúng ta là gì. Bây giờ chúng ta trở về nhà cha, chúng ta có giàu chưa? Trở về nhà cha là đã giàu rồi. Amen. Ở trong vương quốc thiên đàng chúng ta biết được cơ nghiệp của Đức Chúa Trời là chúng ta là những con người giàu có rồi. Bây giờ chúng ta là công chúa rồi, bây giờ chúng ta là hoàng tử Đức Chúa Trời rồi, thì chúng ta cần phải biết được là cơ nghiệp giàu có của chúng ta là gì. Trong Roma đoạn 8 câu 14 thì nói rằng là ai được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt thì người ấy là con người Chúa Trời. Amen. Thánh Linh dẫn dắt người nào, xác chứng người đó là con của Chúa Trời. Bởi vì người đó sinh ra bởi Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh chính là cha mà. Và Đức Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời. Nên ai được Thánh Linh dẫn dắt, người ấy là con của Chúa Trời, được xác định là con của Chúa Trời. Amen. Là con 16, 17 thì nói rằng nếu là con thì sao? Để hưởng cơ nghiệp của Chúa Trời và cơ nghiệp của Chúa Thánh Giêsu. Đó phải không? Hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời và cơ nghiệp của Chúa Thánh Giêsu. Đức Chúa Trời có một cơ nghiệp vô cùng giàu có vĩ đại, vô cùng lớn lao, và cơ nghiệp đó là không hư đi, không suy tàn. Amen. Cả cái thế giới này thuộc về Chúa. Cái thần quyền của sự chết đã bị hủy rồi. Bây giờ Chúa Giêsu cầm quyền tất cả rồi. Amen. Nay nghĩa câu này thuộc về chúng ta. Các nước trên thế giới này thuộc về chúng ta. Amen. Bởi vì Satan đã thất bại rồi. Chúa Giêsu đã hủy xác đó rồi. Chúa Giêsu đã chiến thắng trên thập tự giá rồi. Bài tỏ ra những tỏ tường giữa thiên hạ rồi. Satan đã thất bại rồi. Và Chúa giao có quyền đó cho chúng ta để chúng ta đi. Chúng ta có thể chiếm lĩnh vùng đất này cho đến vùng khác, từ nước này cho đến nước khác. Amen. Có phải vậy không? Có phải là chúng ta đi đến đâu là công việc của Satan bị thất bại đến đó, và chúng ta đi đến đâu là sự sống đến đó, đúng không? Chứ biển chúng ta phải đi khắp thế giới dẫn đi lòng hả? Có nghĩa là Satan nó thất bại rồi, bây giờ nó không còn việc gì hết á. Bây giờ chúng ta đi ra là chiếm lĩnh thôi, và gặp nó chống cự là đuổi nó đi, và cứ những tên hồn hư mất trở lại với Đức Chúa Trời. Mà nếu chúng ta bây giờ ở Việt Nam, chúng ta học thánh, chúng ta cứu người Việt Nam của chúng ta, rồi chúng ta đi qua Campuchia, thì cứu người Campuchia, thì người Campuchia thuộc về chúng ta, thuộc về họ thánh hả? Thuộc về Đức Chúa Trời.
và con người thuộc về Đức Chúa Trời thì tất cả cũng thuộc về Đức Chúa Trời. Amen. Nếu không biết thì sao? Nếu không biết thì chúng nó lại tham gia đi diệt và chúng ta biết. Amen. Nên chúng ta cần phải hiểu biết được cơ nghiệp Đức Chúa Trời an toàn chúng ta. Đức Chúa Trời cho nên tuyệt vời vô cùng, giàu có vô cùng, cơ nghiệp của Ngài lớn lao vô cùng, không hư đi, không suy tàn như khi đó đã nói. Amen. Và ngày hôm nay chúng ta nhận cái cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, đó là Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Amen. Quyền năng của Đức Thánh Linh đã ban cho chúng ta, tình yêu của Đức Chúa Trời đã được ban cho chúng ta, ân huệ của Thánh Linh đã được ban cho chúng ta, tất cả cái Đức Thánh Linh được ban cho chúng ta và quyền năng của Ngài được ban cho chúng ta, có Thánh Linh của Chúa là có tất cả mọi sự cơ nghiệp của chúng ta. Nên chúng ta là những người mà hưởng cơ nghiệp của ông cha để lại, tức là các cô tớ của Chúa nhận lãnh Đức Thánh Linh đầu tiên và ban lại cho chúng ta, và chúng ta cũng tin rằng là con cháu của mình nó cũng sẽ đi trong năm quyền của Thánh Linh được chúng ta. Amen. Amen. Trong Giăng Tin đoạn 2 câu 5 đó rằng là Ngài chọn những người nghèo trong thế gian này để cho họ giàu đức tin, mà giàu đức tin thì hưởng vương quốc. Amen. Amen. Vương quốc của Đức Chúa Trời là thuộc về chúng ta, thuộc về con của Đức Chúa Trời. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời, chúng ta hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời, con của Đức Chúa Trời hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Amen. Và Chúa Cha chúng ta là nhớ và điều vô cùng quan trọng ở đây là đức tin sẽ hưởng vương quốc, chứ không phải cái cách nào khác. Cách duy nhất Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là đức tin. Người giàu cũng có thể tin mà nhận vương quốc, người nghèo có thể tin và nhận vương quốc, người không biết chữ cũng có thể tin và nhận vương quốc, và người biết chữ tri thức cũng có thể tin và nhận vương quốc của Đức Chúa Trời. Như vậy là rất công chính, rất là công bình. Amen. Đức Chúa Trời nếu mà Ngài nói rằng là người tốt thật là tốt là mới được nhận lại vương quốc thì chắc là một số ít thôi không ạ. Nhưng mà tất cả mọi người tin đều nhận vương quốc của Đức Chúa Trời, hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Hãy nói với chính mình là cảm ơn Chúa, con giàu có, không còn nghèo nữa. Bây giờ con là con của Đức Chúa Trời, hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời và hưởng cơ nghiệp của Chúa Thánh Giêsu. Trong Roma 8:17 nói là cơ nghiệp của Chúa Giêsu như thế nào để mà hưởng nghiệp, biết không? Chúa nói rằng là vì chúng ta đồng chịu khổ với Ngài thì chúng ta cũng đồng hưởng vinh quang của Ngài. Anh chị em muốn hưởng được cơ nghiệp của Chúa Giêsu không? Đồng chịu khổ với Ngài. Amen. Thì đồng hưởng vinh quang với Ngài. Amen. Sẵn sàng phát thập tự không? Amen. Sẵn sàng phát thập tự, sẵn sàng cùng chết với Chúa Giêsu, cùng sống lại với Chúa Giêsu thì chúng ta mới hưởng được cơ nghiệp. Chúa Giêsu, Ngài biết cơ nghiệp của Ngài, Ngài là con của chúng ta, Ngài hưởng được cơ nghiệp của chúng ta. Ngài cầu nguyện cái gì thì Chúa nói rằng là con biết rằng là Ngài Cha không bao giờ bỏ lời cầu nguyện nào của con, Cha luôn nhận lời con. Cầu nguyện cái gì Cha cũng nghe hết đó. Đó là cơ nghiệp mà, đó là cái quyền rất là tuyệt vời để hưởng gia tài, phải không ạ? Chúng ta nhớ đoạn Gia Long 5,000 người không? Kể là bà con nít, người ta tính ra hai vợ chồng bốn đứa, hai đứa con là bốn người, tính ra là 20,000 người. Nhưng mà Chúa Giêsu chỉ dâng bánh cá lên cầu nguyện, điều gì xảy ra? Bé cái đoạn Gia Long ăn thì sao? Dư 12 gió này. Có nghĩa là Chúa Giêsu xin cái gì ta cho. Amen. Chúng ta bây giờ chúng ta nghĩ rằng là nếu 20,000 người chúng ta nhân lên 1 người thì khoảng 30,000 bữa trưa thì chúng ta lấy bao nhiêu? Anh em lấy máy tính là nhân thử mà 20,000 người mà nhân 30,000 là 1 người ăn bữa trưa 600 triệu, thử là bao nhiêu? 600 triệu à? Chỉ tất tắc đó là 600 triệu có sẵn liền. Phải vậy không? Giàu không? Đức Chúa Trời có giàu không? Chúa Giêsu có giàu không? Rất là giàu có. Amen. Những cái phép lạ Ngài làm, những gì mà Ngài cần xin cái gì xin, Chúa Giêsu nói rằng là nếu cần ta sẽ cầu nguyện Cha sang 12 thiên sứ. 12,000 thiên sứ không? Quân đội của Chúa rất là hùng mạnh. Amen. Có thể 12,000 quân thiên sứ đến. Amen. Và bất cứ cầu nguyện cái gì Cha cũng cho ấy, có nghĩa là Cha của chúng ta rất là giàu có,
và Ngài ban cơ nghiệp cho chúng ta đầy đủ, nên cần gì hãy xin đi. Amen. Đừng có nghĩ mình nghèo. Và rất là nhiều người nói cái tư tưởng của con người, tư tưởng của hội thánh luôn luôn nói là mục sư làm gì có tiền. Có một mấy ông mục sư làm cho mấy mục sư cứ nghèo để cho tín đồ vô thí. Có phải vậy không? Phải vậy không? Tưởng là vậy mà mục sư nhà tôi cũng vậy thôi. Nó thấy cái mục sư làm gì có tiền. Mục sư sống bằng đức tin mà làm gì có tiền. Mà đức tin thì nó ra tiền đúng không? Phải không? Bán cái bao nhiêu? Đức tin nó ra tiền, đức tin nó ra xe, đức tin nó ra nhà, đức tin nó ra đủ thứ mà. Amen. Đức tin hưởng vương quốc, đức tin hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Amen. Tại sao mà không suy? Chúa là đất cung cấp. Và nhiều lúc mình tưởng tượng tiền ở đâu? Phải không? Nhưng mà Chúa là có cách của Chúa. Amen. Mình nhớ là một cái ông giáo sĩ Mỹ Chúa sai đi Indonesia. Thế ông chưa, con đâu có tiền mua vé máy bay. Tự nhiên con người mua vé máy bay, người vé máy bay cho ông đi. Sao? Chúa ơi, nhưng mà qua đó rồi, tới đó rồi con làm sao? Chỗ đầu ngủ. Tiền đâu sai. Ông đang ngồi gặp cái ông Indonesia, mà cái ông Hồi giáo. Cái trò chuyện với hai người trò chuyện với nhau. Thì cái ông Hồi giáo là ông nói là tôi thờ Allah, còn ông mục sư nói là tôi thờ Đức Chúa Trời. Cũng giống ông vậy đó. Rất quen, tâm tình chút xíu. Nó chỉ mong một hồi đó. Cái ông kia rút ra một cốc tiền đô đưa cho ông mục sư. Được. Nó cái sao, tại sao không? Tiền của tôi nó xấu là sao? Tại sao mà ông nhận? Nó không được, tôi không có thể nhận vào được. Thế ông Hồi giáo ông nói là Chúa có ăn đó, bảo ông đưa tiền người ta ăn, ông có nhận không? Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúa của chúng ta có thể bảo bất cứ người nào đem tiền đó mà. Amen. Đồng tay làm đó không biết. Cơ nghiệp của Đức Chúa Trời không những là quyền năng rồi mọi thứ, rồi nhiều lúc chúng ta nghĩ ta hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời chẳng là cơ nghiệp của chúng chỉ có quyền năng thôi ha, chỉ có ăn tướng thôi ha, chỉ có đức tin thôi ha. Nhưng mà chúng ta biết được là chúng ta rất là giàu có, cái chuyện tôi đi trồng này là rất là giàu có, rất là tuyệt vời mà. Và Ngài cũng có đủ mọi cách để mà cung ứng cho chúng ta để chúng ta trở nên giàu có không? Amen. Nên mục sư có hưởng trước cơ nghiệp của Đức Chúa Trời dẫn dắt dân sự. Tôi thấy là một sự kinh nghiệm về cái sự cung ứng của Chúa, rồi mới kinh nghiệm điều đó và mới dạy cho dân sự, thì dân sự mới có thể nghe được. Amen. Mới có thể có đức tin được. Chứ không để dân sự đi trước cho một sư đâu. Hồi xưa một sư cho dân nghi là một người nghèo khổ một cái nơi của chuột đó, bây giờ xin cái tấm lòng nhà Minh rồi bây giờ cắt lên là cái nơi giống lại thần của Chúa. Cái người hội thánh đầu tiên của ông là có một bà quá của với ba đứa con, là bốn người tín đồ đầu tiên. Và ổng là phải xin cái tiền táo trắng trắng chút xíu thì mà cắt ra để soạn bài giảng, cái nỗi không có vỡ để mà soạn bài giảng nghe nó mất rồi nè. Và ổng nghiên cứu rằng Chúa ơi, tại sao vậy? Tại sao là con thấy được rằng là từ khi Adam Eva đuổi ra khỏi vườn Eden cái nỗi nghèo khổ đau ốm mình tập chết tập đó, nhưng mà bây giờ qua Chúa Giêsu là mình vào lại vườn Eden rồi mà bây giờ con phải nghèo khổ như thế này là sao? Và Chúa bắt đầu cho ông có đức tin và ông cầu nguyện. Con xin một cái gì? Cái sợi tạ. Xin một cái bàn làm việc. Và xin cái ghế ngồi. Cái bàn cái ghế cái sợi tạ. Ông cầu nguyện 6 tháng. Cầu nguyện hoài mà không thấy đâu hết. Ông nói Chúa ơi, chẳng lẽ là để con qua đời thì Chúa biết cho hay sao? Thì Chúa phán rằng là con xin người ta nghe, nhưng mà thật sự con xin chung chung người ta đâu biết gì đâu mà chọn. Cái bàn mà làm ra sao, cái ghế như thế nào, chứ sẽ làm. À dạ, con xin đầu Chúa, con sai rồi. Bây giờ con xin nha, Chúa là đáng tuyệt vời, là giàu có nhất. Thì bây giờ con xin tiền tốt nhất. Một chiếc xe đạp của Mỹ là tốt nhất thế giới. Một chiếc cái bàn phi luật tâm là bộ phi luật tâm, phi luật tâm là tốt nhất thế giới. Một cái ghế của Nhật là tốt nhất thế giới, cái ghế là ngồi quay. Cách đây mấy chục năm trước, năm 1950 mấy, mà chúng ta biết được là cái đồ đó là rất là đắt tiền.
Nó cầu nguyện, ngày kia đang ăn với vợ thì ông bảo rằng được Chúa nhắc rằng là xem sự chưa có như đã có rồi, gọi sự chưa có như đã có rồi. Cảm ơn Chúa, ông nhảy ra khỏi bàn ăn, ông hallelujah, con có xe làm, có bàn, có ghế rồi. Amen. Bây giờ ông không có công nữa. Có đâu, vậy cho tôi xem. Nên là chủ nhật đó là giảng của Hồ Thánh, ông nói là ông có chiếc xe đạp bằng ghế tốt nhất. Giảng xong thì ba bạn thanh niên ở lại, cái người nào bé hết là ba bạn thanh niên ở lại. Ủa, anh sao chưa về mà còn ở lại đây, có chuyện gì hả? Thì dạ muốn hỏi một sư tí, anh hỏi chuyện gì? Tụi em muốn xem cái bàn cái ghế, cái xe đạp của sư. Ông hốt quảng không, chú ơi, giờ cứu con, bây giờ con có trả lời như thế nào đây? Cái tự nhiên này chú cho ông có sự thông quan. Thì ông nói, cái anh hỏi đó, bây giờ tôi hỏi anh trước nha. Trước khi anh ra đời, anh ở đâu? Nó bảo cái bụng mạnh tôi chứ ở đâu, một số người họ kỳ vậy. Có ai thấy anh không? Thấy sao được mà thấy? Thì ông nói bây giờ tôi đang mang thai, khi nào tôi đẻ ra rồi là ta thấy. Cho nhà ba anh em cười bò luôn. Cái gặp đâu gặp một sư đâu đấy, chừng nào một sư sức, chừng nào một sư sức, cái gặp sống bò vô tôi. Mà cứ một việc công việc như vậy, cảm ơn Chúa, một người Mỹ khi họ dọn về nước họ bầu sơ đến giọng giọng rồi. Và cảm ơn Chúa, ông vừa tới nhà giáo sĩ đó, thấy xe đạp dựng và phía xe mà từ trước khi đúng y như cái xe của mình không biết. Cảm ơn Chúa, còn có chiếc xe rồi, cảm ơn Chúa. Chiếc xe của người ta, cảm ơn Chúa còn có chiếc xe. Dọn trong nhà, xong đó thì cái bà vợ ông giáo sĩ nói là anh ơi, cho một sư chiếc xe đi, để một sư đi thẩm biến đi bộ thấy thương quá. Cái ông chồng nó không được, mình phải bán lấy tiền đi về. Nhưng ông tin chắc là người Mỹ là vợ nói gì cuối cùng ông chồng tiền theo thôi. Đây là mẹ ông nói chồng xong những tầng dưới đi học hai chồng đó, cho một sư chiếc xe, thôi ông kêu nhảy về cũng khởi mà không biết đi xe đạp đâu, ngã qua cái anh này đầy kinh hết rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa về tập đi. Bừng quá về các xe đạp, mai bạn đang đi đi nhận tiếp nhà thứ hai, đây cái lầu trên đó. Giọng nữ bố rồi thì nghĩ cho là ông vô cái phòng của một sư đó để giọng, ông thấy cái bàn cái ghế đúng y như là điều ông xin, cái bàn của phi lục quân, cái ghế của nhạc thật sự luôn. Ông ngồi lại cái ghế, ông quay nói là u quá đã, làm gì mà trước làm gì có ghế mà nó Hàn Quốc nghèo lắm luôn, chỉ ra Hàn Quốc họ nghèo vô cùng, đói cùng. Quay mắt rồi, nó cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Mẹ cũng tóc đầy đủ, ông kéo vào bàn ra, viết giấy trắng mà lóc lóc, ông một bàn. Nó cảm ơn Chúa, cái này con không xin, nhưng Chúa đâu thêm cảm ơn Chúa. Nó rồi, xong rồi, cho đêm sau đêm gì á. Rồi bắt đầu là Hậu Thánh bắt đầu thấy thì một sư xin đã hiện thực rồi, Đức Chúa Trời rất thần tiến, thì bắt đầu Hậu Thánh bắt đầu xin ai để xin. Amen. Amen. Nó chỉ không xin, đi xin người ta mà ăn mày là đi xin Chúa chứ. Amen. Cha làm giàu mà. Amen. Mà cái gọi là cái lời người ta gọi là mình xin xin Chúa của mình giống như là một cái lời mà nhưng mà cái gì từ nó không có sử dụng ai quên. Mình xin Chúa thì Chúa là cha của mình, mình xin thì Chúa chắc chắn là Chúa cho. Nhà cha ta rất là nhiều thứ thì chỗ ở đúng không, Chúa cho nên là cứ xin Chúa. Anh chị em có nhu cầu gì cứ ghi ra đi xin. Và điều vô cùng quan trọng là chúng ta amen đó là Chúa làm theo lời Chúa, cái đừng có thắng lại lời Chúa, chúng làm theo lời Chúa thì chúng ta có tất cả mọi sự lập cơ nghiệp. Amen. Amen. Nên cái gì tôi cũng xin á. Ngày xưa tôi xin nhà có nhà rồi mà tôi xin luôn cả xe hơi. Cái lâu lâu vợ tôi nói với các con vui vui chơi chơi vui vui à, xe hơi đấy, xe hơi bình bằng giấy tôi bao lần đấy. Nhưng mà cuối cùng là mua xe cho tôi đi, xe hơi giấy, xe hơi bằng giấy tôi bao lần đấy. Cảm ơn Chúa, chúng ta biết xin đi. Amen.
Quý vị có tin không này? Tất cả nhà của tôi, trong nhà của tôi, tất cả mọi thứ để xin Chúa. Chúng tôi không có làm gì ra tiền cả. Bởi vì ngày xưa làm xe ôm, mỗi tháng có tiền. Nhưng mà nghỉ xe ôm rồi, thì Chúa nó làm mỗi tháng con dân cho ta 1 triệu. Bây giờ con có 5 triệu tiền khi đạt. Amen. Và con dân cho Chúa Giêsu. Việc làm cho tiền tài khoản đi kia chỉ qua tài khoản thứ này. Amen. Bởi vì dân một chứ cho lại trong lần hơn là amen. Nên tôi nói là chị em phải sống một người giàu có. Thế là chị em là công chúa, là hoàng tử có chức lời là chị em sống kiểu nghèo sao được. Phải phải không? Công chúa mà sống tay công chúa, hoàng tử sống tay kiểu hoàng tử chứ. Chứ ra đường, chứ ông hoàng tử kia kê thiệt quá. Không giá trị của mình đi chứ. Amen. Một sư gì mà kê thiệt. Amen. Được không? Công chúa gì mà công chúa ta hào báp chứ. Amen. Công chúa mà kê thiệt sao được? Bởi vì cha của mình giàu mà mua của mình giàu mà amen. Thì mình phải xài chứ. Mà mình xài được đó thì sao? Tức là, ô, con của ta nó hiểu được. Nó hiểu ta. Bởi vì sự khải thị của Đức Thánh Linh cho chúng ta biết được Thánh Chúa. Amen. Ngài giàu có như thế nào mà Ngài ban cho chúng ta đủ mọi yêu cầu theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài ban cho chúng ta trong vinh quang của Chúa, trong sự giàu có của Chúa, chứ không phải ban cho chúng ta thấy cái túi nghèo nghèo của mình đâu. Mình nghèo cho con một ít, nhưng mà cha mình rất giàu. Amen. Amen. Nên là tôi xin nhà Chúa Châu nhà mới xây luôn. Amen. Xin nhà mình luôn Chúa Châu nhà lòng. Amen. Một tỉnh đó, như lúc tỉnh mua cái xe cũ cũ. Tại sao mà luôn mua xe cũ? Tại sao mà mình phải mua đồ xí đa gì mà? Bởi vì mình là công chúa mà đồ xí đa rồi. Không được, amen. Còn thử cũng vậy. Nói chung là anh chị em mình có đồ đặt cho anh chị em mình cho tình cái mặt cái gì đó. Còn cái việc mình đi mua đó, là không mua đồ mới. Amen. Phải luôn mua đồ mới, nhưng mà thử cũng chỉ là mặc đồ cũ. Mua đồ cũ, tiết kiệm tiền. Trên trời vui lắc đầu. Nó không hiểu ta gì. À, nó không hiểu ta gì. Chúa là được trở quay trở về chứ một lần hồ mộc để mà vui mừng đó mà. Amen. Chúng ta phải hiểu được Chúa giàu có như thế nào. Ta hiểu được Đức Chúa Trời, hiểu được Chúa mình, hiểu được cái gì của Đức Chúa Trời. Và hiểu được cái quyền năng vĩ đại siêu việt của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Amen. Hiểu được cái quyền năng vĩ đại siêu việt của Đức Chúa Trời và cái quyền năng đó khiến Chúa Giêsu từ ngày chết sống lại. Amen. Cái quyền năng đó là cho ta thể hạn chế chúng ta sống lại. Quyền năng đó có thể cung cấp tài chính cho chúng ta. Quyền năng đó có thể chữa lành thân tâm chúng ta và quyền năng đó sẽ làm tất cả mọi sự cho chúng ta. Của quyền năng của Chúa vĩ đại siêu việt qua sự khải thị của thông linh của Chúa Trời. Amen. 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 Chúng ta nắm chắc chưa? Điều thứ hai, tôi nói ở đây. Những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho những kẻ yêu mến. Đây là điều thứ hai, là Chúa bày tỏ cái bí mật cho chúng ta. Amen. Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghĩ đến thì Ngài đã sắp sẵn rồi. Và qua Thánh Linh của Ngài, Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã khải thị cho chúng ta qua Đức Thánh Linh. Amen. Thì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghe đó, thì Đức Chúa Trời đã sẵn sàng cho những người yêu mến Ngài. Và Đức Chúa Trời đó khải thị cho chúng ta qua Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh thống lĩnh mọi sự, cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Amen. Mắt chúng ta chưa thấy, tai chúng ta chưa nghe, lòng chúng ta chưa nghĩ đến, thì Ngài đã sẵn sàng rồi, có sẵn rồi. Nhưng mà Thánh Linh khải thị thì chúng ta mới nhận được. Amen. Nếu chúng ta giao phong với Đức Thánh Linh mỗi ngày, chúng ta tâm sự Đức Thánh Linh mỗi ngày, thì Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta, Ngài khải thị cho chúng ta những cái gì biết không phải Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghĩ đến đó. Nếu anh chị em ở trong cái sự nghèo khó ngày xưa, anh chị em làm sao mà có thể nghĩ đến là mình có xe hơi? Làm sao mà nghĩ đến mình trở nên đỡ giá? Làm sao mà có thể nghĩ đến mình trở nên hoàng tử của Đức Chúa Trời? Làm sao mình trở thành nghĩ là mình là con chúa của Đức Chúa Trời, mình là giàu có? Không có nghĩ đến có điều đó đâu. Amen. Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã sẵn sàng rồi. Và Chúa Thánh Giêsu quý vị là con của Chúa Trời. Và Chúa Giêsu quý vị sẽ hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Amen. Bởi vì Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta để chúng ta hưởng. Amen. Có nhiều anh chị em từ chỗ rất là nghèo khổ bây giờ trở nên giàu. Amen. Hãy cảm ơn Đức Chúa Trời. Hãy cảm ơn Thánh Linh đã mặc khải cho con, để con
hiểu được con khôn ngoan hơn, được các con được phân biệt rõ ràng giữa con là người có Chúa với những người không có Chúa là như thế nào. Amen. Chúa phân biệt người phục vụ Đức Chúa Trời và người không phục vụ Đức Chúa Trời, người công chính với Đức Chúa Trời và người gian ác. Chúa phân biệt rất là rõ ràng để thấy rằng tất cả những gì dấu kín, tất cả những điều mà mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghĩ đến, Thánh Linh mặc khải và Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào nhận lãnh tất cả những cái gì dấu kín. Amen. Amen. Được không? Tôi tin chắc rằng là quý vị không có nghĩ rằng tương lai quý vị sẽ hiểu, sẽ biết được cái chức vụ mình như thế nào. Nhiều lúc anh chị em tương lai mình ra đây sứ đồ mình đâu biết, ra đây một sư nổi tiếng thế giới mình đâu biết, nhưng mà Chúa biết không? Chúa biết tất cả rồi. Amen. Thánh Linh biết tất cả mọi sự. Ngài là đấng toàn toàn biết, Ngài biết tất cả, Ngài là toàn năng, Ngài là tất cả, Ngài là đấng toàn tại, Ngài đang ở cái hội thánh đang ở với anh chị em. Và nếu chúng ta phát hiện và suy ngẫm về cái toàn năng, toàn tri, toàn tại của Chúa đó, để chúng ta nhận nhận lắm, để chúng ta thể nhận lắm tất cả những cái gì mà thân cầu. Amen. Ngài là đấng toàn năng, Ngài làm tất cả mọi sự, Ngài chữa lành mọi bệnh tật, Ngài làm cho người quen, người đi, người mù, người thấy, người tâm nói được, người sống được, thành người chết sống lại. Ngài làm được tất cả, không có gì khó. Ngài đã tạo ra thế giới này. Amen. Và Ngài đã tạo ra đời sống của chúng ta thì không có gì khó cho Ngài cả. Amen. Và Ngài là đấng toàn tri, là biết tất cả mọi sự, biết bóng lòng của chúng ta, biết được sự ao ước của chúng ta. Và Ngài đã làm ra những điều người ao ước, không từ chối mọi điều mọi người cầu xin. Tôi nói với anh chị em này, nếu anh chị em không ao ước, anh chị em không cầu xin, có nghĩa là sao? Vô cùng tương thiết. Cái người mà sống mà không ao ước, không cầu nguyện, không cầu xin thì giống như người chết chứ gì nữa, phải không? Báo tin luôn cho mọi người biết, vì lúc cao một thánh chết luôn, phải không? Mình phải có khải tượng, mình phải có ước cao. Có nhiều người trong thế gian thì người ta ước cao mà họ đi học rồi họ có làm cái gì trong tương lai, họ ước ao điều đó. Nhưng mà chúng ta là cơ đốc nhân, là những người của Đức Chúa Trời, là con của Đức Chúa Trời, chúng ta phải có khải tượng lớn hơn nữa. Amen. Thôi thì có khải tượng của Đức Chúa Trời, Ngài bày tỏ bí mật cho chúng ta mà. Amen. Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa biết đến thì Ngài đã sẵn sàng rồi. Mà Ngài đã sẵn sàng cho chúng ta rồi thì chúng ta hãy đến mà nhận lãnh, hãy nhờ thánh linh của Chúa mà nhận lãnh. Amen. Roma 8:9-30 rằng này, những người mà Ngài biết trước thì Ngài cũng cho chúng ta giống như hình ảnh con Ngài, để con ấy trở thành con cả dữ bầu. Anh chị, những người Ngài đã chọn lựa thì Ngài cũng xưng là công chính, Ngài xưng là công chính thì Ngài cũng làm cho bên điểm. Amen. Ngài cũng làm cho bên điểm. Những cái điều đó chúng ta không thể nào tưởng tượng được, mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghĩ đến, Ngài đã sắp sẵn rồi. Có nghĩa là chúng ta không có thể tưởng tượng nổi rằng là chúng ta được vinh hiển. Anh chị có thấy mình được vinh hiển hơn người khác không? Là vinh quang. Một ngày kia thì tôi đến giữa thánh mục sư Hồng, mà đó có vài chục người nhóm lại ở bên nước ngoài. Thì tôi cầu nguyện thì có một cái cô gái lên cầu nguyện, cũng mới vừa đi tới trước mặt tôi, thấy cô hét lên một tiếng hát cái rầm xuống đất: là lạy Chúa ơi, xin tha tội cho con, xin tha tội cho con phạm tội giết người, Chúa ơi xin tha tội cho. Một lần cái đầu thánh nó khó hồn, khó hồn luôn, la lên con phạm tội giết người biết sao mà ai mà hỏi có công an nó tới thì sao. Giải cứu cô xong rồi cái hỏi cô tại sao mà cô lại ngã xuống, cô hét ra vậy. Cô nói mà hồi đó em không thấy mục sư, nhưng mà trước mặt em sáng loài không đứng đậu, tay chân lại muốn rụng, mà trước cái sự hiện diện của Chúa đó em thấy tội lỗi của mình, bởi vậy em nạo tha nó lòng giết đứa trẻ đã mất Chúa. Giết cái trời Chúa làm cho chúng ta vinh quang, từ bên hiển qua bên hiển, bởi Chúa là thánh linh. Amen. Phaolô nói về cái giáo ước cũ, cái giao ước của sự chết, giao ước của sự đền tội đó, cái ấy đó mà Môi-se được vinh quang như thế nào khi ông ở trước sự hiện diện của Chúa, huống chi là giao ước thánh linh càng vinh quang hơn biết bao. Amen. Chúng ta đang ở trong giao ước thánh linh là càng vinh quang biết bao.
Amen. Bởi vì Thánh Linh sẽ làm cho chúng ta từ vinh quang này cho đến vinh quang khác. Bởi Chúa là Thánh Linh. Thì chúng ta đặt tay chỉ là được khác. Có vinh quang không? Thì một người được biết nữa, cuộc đời của họ có vinh quang không? Chúng ta làm được điều đó mà. Bây giờ Thánh của Chúa rất là vinh quang mà nhà nước của chúng ta họ nhìn thấy. Nhà nước con người không làm được, còn biến đổi những người tệ nạn xã hội được, nhưng mà họ đánh làm được. Đó là một cái sự vinh quang mà người ta bây giờ đang con cao họ thánh, người ta đang con cao Chúa, người ta đang coi danh nhân sử dụng họ thánh của Đức Chúa Trời để làm những công việc và giải quyết những tệ nạn xã hội. Amen. Đó là vinh quang mà Đức Chúa Trời ban cho đời sống của chúng ta. Vinh quang cho đây vinh quang. Hãy cầu nguyện với Chúa rằng Chúa ơi, những cái gì mà Ngài giấu kín mà con chưa có nhận được, xin Chúa bày tỏ, hãy suy gẫm, hãy nghiên cứu, hãy suy gẫm, thì chúng ta mới được có lên bài tỏ, chứ chúng ta không khác cao mà Chúa trong cái bài tỏ. Nếu anh chị em bây giờ nợ nần mà cái quỳ gối với Chúa, Chúa ơi con phải làm gì đấy, con phải làm gì đấy, Ngài giải cứu con ra khỏi nợ nần, Chúa ơi con phải làm như thế nào đây, xin giúp con, bởi vì con biết Ngài là đấng toàn năng. Amen. Ngài là đấng đang ở đây với con, Ngài biết con, nhưng mà con kêu xin Ngài xin thương xót con, thì chắc chắn rằng là Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta là cái phương cách để chúng ta có thể. Amen. Amen. Không có gì khó cả. Chúng ta thấy tài tính của Dù nợ lớn quá, chắc là không làm. Chúa chắc cũng không làm nổi. Đó là đức tin của chúng ta, Chúa không làm nổi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa làm được mọi sự nha. Cảm ơn bọn năng, Ngài làm được mọi sự. Cảm ơn Chúa. Giờ tới một cái điều thứ ba nữa, Chúa bày tỏ tương lai cho chúng ta. Chúa bày tỏ tương lai cho chúng ta. Chúng ta xem Giăng đoạn 16 câu số 13. Nhưng khi nào lập thần chân lý đến, Ngài lập thần chân lý đến, Ngài sẽ hướng dẫn các con vào chân lý toàn đời. Vì Ngài không tự mình nói ra những nó ra, nhưng mà chỉ nói những gì Ngài nghe và loan báo cho các con những việc đang xảy ra. Khi Ngài là thần chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào chân lý toàn vẹn. Amen. Chúng ta cần phải nắm lấy chân lý toàn vẹn mà Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào. Chân lý toàn vẹn là gì? Chân lý như thế nào anh chị em? Có ai biết không? Chúng ta cần phải hiểu chân lý toàn vẹn, tức là bao trùm mọi chân lý mà Chúa ban cho chúng ta. Thánh Linh đến, Ngài sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Ngài dẫn chúng ta vào lẽ thật rất trọn vẹn, tức là có nghĩa là rất nhiều lẽ thật chứ không phải một vài lẽ thật. Amen. Chân lý là lời của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ dẫn ta vào chân lý toàn vẹn, có nghĩa là bao quát hoàn toàn chân lý của Đức Chúa Trời. Chúng ta hưởng được sự cứu rỗi. Chúng ta thấy trong nhà thờ Tin Lành, cái logo của họ có bốn mặt đúng không? Nhất là thập tự giá. Đó. Thập tự giá nó là cái sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu. Thứ hai là cái ly là tiệc thánh. Thứ ba là gì? Thứ ba là cái bình. Cái bình, bình đựng dầu, sức dầu. Và thứ tư là mẫu truyền thiên. Nó về tương lai, nó về khải quyền, nó về tương lai, phần thưởng của tương lai. Tức là họ nói về, họ cái sự cứu rỗi nè. Họ gì? Giao thông với Chúa và được sức dầu. Cái chén đó là sự sức dầu chữa lành đó. Và thứ tư đó là cái sự phần thưởng trong tương lai. Nhưng mà họ chỉ nói về sự cứu rỗi là nhiều, và cái sự sức giàu chữa lành thì ít khi nói hết. Rồi sự tái lâm thì có nói, nhưng mà chân lý toàn vẹn chúng ta biết thứ nhất là thập tự giá, nó là cái sự cứu rỗi chúng ta, được tha tội cho chúng ta, được ban cho vô điều kiện của Đức Chúa. Thứ nhì đó là chim bồ câu, Đức Thánh Linh. Qua Đức Thánh Linh chúng ta có tất cả mọi sự.
có sự chữa lành, có lẽ Phật có sự công an, có sự thông sáng, trong đó lên đầy dẫy mọi sự. Thứ ba đó là sự thành vượng. Sự thành vượng Noe giàu có, Adam Eva giàu có, còn gì đó, Abraham giàu có, Isaac giàu có, Israel giàu có. Mà ngày hôm nay những cái hội thánh tin cậy đó, Đức Chúa Trời sự thành vượng, họ giàu có vô cùng, giàu có sự thành vượng. Chúng ta cần thành vượng không? Nếu không thành vượng làm sao có tiền xây nhà thờ? Nếu không có thịnh vượng làm sao chúng ta giải quyết được những nhu cầu trong cuộc sống được? Nếu không thịnh vượng làm sao làm được, ban cho nó được? Chẳng lẽ đi cái hậu thánh đứng ngồi đó rồi chờ đợi người ta ban? Mình phải là tại vì nguồn phước cho nhiều gia tộc. Tôi nói với Abraham là ta sẽ là cho ngươi trở nên nguồn phước cho nhiều gia tộc, thì chúng ta phải là nguồn phước cho nhiều gia tộc. Bởi vì chúng ta là con cháu của Abraham mà. Amen. Có gì nữa? Sự chữa lành. Amen. Sự chữa lành, sự tái lành, tức là tinh thần ngũ diện. Phúc âm toàn vẹn là tinh thần ngũ diện, tới năm mặt chứ không phải bốn mặt. Và năm mặt đó chúng ta hoàn toàn nhận lãnh tất cả. Amen. Nhận lãnh tất cả chứ không phải chỉ là nói về sự cứu rỗi rồi chấm dứt hay là dựng tiệc thắng, hay là nói về sự tích tái lành là xong. Nhưng mà chúng ta biết là chim bồ câu là vô cùng quan trọng, đại diện cho hình ảnh của Đức Thánh Linh. Và Thánh Linh là đấng lãnh đạo của Thánh, và Thánh Linh là đấng sẽ dẫn chúng ta vào lẽ thật hoàn hảo, lẽ thật một cách trọn vẹn. Amen. Amen. Để chúng ta không thiếu một cái gì hết. Thịnh vượng cho mọi sự, sức khỏe thần xác, thịnh vượng các phần hồn. Amen. Amen. Nhân văn của ai chúng ta nhớ mà. Rồi chú muốn nói gì gì nữa này? Và loan báo cho các con những việc đang xảy đến. Loan báo cho các con những việc đang xảy đến. Amen. Những việc đang xảy đến có nghĩa là những việc gì? Đang xảy đến có nghĩa là những việc tương lai của chúng ta. Những việc tương lai của chúng ta. Amen. Tương lai chúng ta không biết, Thánh Linh biết. Ngài bày tỏ chúng ta về tương lai. Amen. Bởi vì sao? Khi Thánh Linh đến, Ngài đầy dẫy trên mỗi người. Con trai, con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, bằng trai trẻ có cả tựa người già ta thì có chi bao. Khi Thánh Linh đến, họ nói tiếng nào là tiên tri. Nhưng mà mới khởi đầu mà thôi. Nhưng mà khải tượng và chi bao chính là bày tỏ cho tương lai chúng ta, bày tỏ cho chúng ta có mục đích, để chúng ta có thể nhắm mục đích mà chạy vào sự kêu gọi trên trời. Amen. Thánh Linh sẽ bày tỏ cho chúng ta biết được khải tượng và chi bao, và khải tượng và chi bao là mục đích chúng ta phải đến. Amen. Đó là điều của tương lai chúng ta không biết được, nhưng mà Thánh Linh biết được. Ngài bày tỏ cho chúng ta những việc sau chạy đến. Khải quyền hay là Đa-ni-ên lên các cái sách tiên tri cũng bày tỏ tương lai cho chúng ta rồi. Amen. Nhưng mà khi Thánh Linh đến thì Ngài cũng bày tỏ được. Ngày mai chúng ta biết gì không? Không biết. Nhưng mà Thánh Linh sẽ biết. Thánh Linh biết hơn. Amen. Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta. Năm năm sau chúng ta có biết mình là gì không? Không biết. Thánh Linh sẽ bày tỏ cho chúng ta và Thánh Linh cầu thả cho chúng ta. Nên khi chúng ta cầu nguyện của Thánh Linh á, Đức Thánh Linh lấy sự thở than không nói ra được con chị em mà cầu thay cho chị em. Khi chúng ta cầu nguyện trong tiếng lạ là cầu nguyện trong Thánh Linh. Và khi cầu nguyện Thánh Linh thì Thánh Linh cầu thay cho chúng ta. Năm năm sau mục sư ca nhân đã đánh sứ đồ, chúng ta đâu có biết. Thánh Linh biết ngày cầu thai. Amen. Ở trên trời thì Chúa Giêsu ngồi giữa chúng ta cầu thai, rồi bây giờ cái đất này Thánh Linh cầu thai. Nên chúng ta hãy cầu nguyện trong tiếng lạ, cứ cầu nguyện trong tiếng lạ và cầu nguyện trong tiếng lạ, Thánh Linh sẽ cầu thai cho anh chị em trong những ngày tương lai. Amen. Amen. Chẳng như là vợ chồng của Kim tương lai có biết gì không? Chắc không biết tương lai đâu. Chắc là biết mà coi như sắp đến mà xây nhà biết. Nhưng mà tương lai chứ còn biết không? Không biết mà. À, như vậy thì tương lai trở thành thuyền trưởng, tương lai trở thành như thế nào đó chúng ta
không biết, nhưng mà thánh linh biết thì hãy cầu nguyện trong thánh linh, hãy cầu nguyện trong tiếng Latin, cầu nguyện trong tiếng Latin là thánh linh sẽ cầu thay để tiếp tục tương lai của chúng ta. Amen. Amen. Ở anh chị em tiếp tục tương lai chị em là như thế nào? Anh chị em nhiều lúc mình thấy buồn thì mình không biết mình sẽ ra sao, nhưng mà thánh linh biết và thánh linh sẽ cầu thay cho anh chị em, thánh linh sẽ bày tỏ cho anh chị em. Amen. Tôi nhớ những ngày đầu tiên, tôi có một cái khải tượng. Một lần có một khải tượng, tôi thấy tự nhiên cái sa mạc nó trở thành ruộng tốt. Cái ruộng tốt nó có tự nhiên cây mọc lên, mọc lên, mọc lên, mọc liên tục, trở thành một cánh rừng lớn. Nó chuyện gì nhỉ? Mình biết là có một cái sự phát triển gì đó, nhưng mà nó không biết. Nhưng mà sau đó chúng bảo là Ê-sai 32 câu 15, chúng khiến sa mạc trở thành đồng ruộng phì nhiêu và đồng ruộng phì nhiêu như rừng rậm. Amen. Đó là điều Chúa khải thị. Và chỉ có một mình gia đình của tôi với một sự hiện là 6 người thôi, mà sau đó nó lên 16 hộ thánh vì gia tộc Môi-se, nó lan rộng cả Hải Phòng, ra cả Hà Nội, ra cả Quảng Ngãi, ra xuống Đồng Tháp, xuống Sài Gòn, Đà Nẵng, có Gia Lai, Trung Tâm, rất là nhiều nơi, nhiều chỗ. Bởi vì qua thánh linh của Đức Chúa Trời này cho chúng ta biết trước mọi điều có thể xảy ra và chúng ta cầu. Amen. Amen. Chúa ban khải cho chúng ta cái khải tượng đó. Và cái khải tượng mà chúng ta chiếm lĩnh cao nguyên đó là cái khải tượng của thánh Môi-se, là phải chiếm lĩnh cao nguyên. Nhưng mà cho đến bây giờ thì chúng ta chưa chiếm lĩnh cao nguyên này, và tôi đi đến đâu các mấy ông mục sư pháp viên đến đặt tay lên, xin Chúa nhắc cái khải tượng cho người này, xin Chúa tiếp tục làm tròn cái khải tượng của người này, là mình biết rồi. Chúng mình nhắc lại lâu nay suốt mấy chục năm này coi như là cái khải tượng nó không hoàn thành được, nhưng mà bây giờ anh chị em chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì có những hội thánh sẵn sàng gia nhập với chúng ta, ai tận nhân ai trong con tâm đó rồi chúng ta sẵn sàng. Đây là tin chưa? Anh chị em hãy đứng dậy và hành động đây. Amen. Đứng dậy và hành động. Có nhiều hội thánh người ta không cô đơn, người ta không có ai che phủ họ. Chúng ta không có. Chúng ta nhớ trong cái sai 30 con đọc nó rằng không thay cho con cái bằng được lọc kế hoạch mà không bởi của ta kết liên minh mà không bởi thần ta nên tội càng thêm tội. Chúng ta không kết liên minh bằng cái ý riêng của mình, khôn ngoan của mình, nhưng mà chúng ta ở thánh linh của Đức Chúa Trời thì không có tội. Amen. Nhưng mà chúng ta không bởi thánh linh của Đức Chúa Trời là tội càng thêm tội đó. Amen. Nên cảm ơn Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải hiểu được tương lai. Phi-rơ không biết được mình phải qua nhà cọc này, bởi vì sao? Người Do Thái thì người ta không bao giờ lấy cái dân ngoại mà nói dân là bồi ấy, mà có một cái truyền thống là đi ngang qua Samari phải đi vòng, chứ không muốn đi ngang qua Samari. Đó là dân tộc bồi ấy, dân tộc họ chê cái người đó. Nhưng mà Chúa mặc khải cho Phi-rơ, nó có cái khăn rồi có những con cọc bên trong, nó có những bà bồi ấy bên trong. Chúa biết là thiệt mang đi, nó nói con không bao giờ miệng, con không bao giờ ăn những thứ đó, ôi. Nhưng mà chỗ này những điều mà Đức Chúa Trời đã là thánh hóa mình cứ kể là ô ấy, tức là hãy đi ra ra ngoài, hãy đi đến nhà cầu này để giảng và cứu họ, hãy làm thịt mà ăn đi, đừng nghĩ đó là ô ấy nữa. Amen. Và từ đó cái khải tượng đó là cái khải tượng mà chúng ta ngày hôm nay nhận được đấy. Và cái khải tượng mà Chúa Thánh Linh bày tỏ cho các sứ đồ, các thiên tri, Chúa Thánh Linh bày tỏ cho các mục sư, thì họ đã từ người Do Thái họ giảng vào ra ngoài. Amen. Từ người Do Thái giảng cho nhân loại, và trong Cao Kỳ đoạn 3 câu 13 câu 14 là Chúa Giêsu là đã có gánh lấy sự rủa xả cho chúng ta, bởi vì trên thánh chết rằng đáng rủa xả thay những kẻ mà đóng đinh lên cái thập tự giá, và phước lành của Abraham sẽ tuôn đổ trên dân loại. Phước lành của Abraham tuôn đổ trên dân loại, và bởi tin chúng ta nhờ lắm Đức Thánh Linh. Phước lành đó là nhờ lắm Đức Thánh Linh. Chứ ngày xưa làm gì đó Đức Thánh Linh đâu mà nhận. Và dân Israel mà có những người nào mà chọn hay sức chọn cho người đó đâu cả toàn dân nhận đâu. Nhưng mà bây giờ tất cả những người gọi bởi vì nhận lãnh Đức Thánh Linh, đó là phước lành đã làm cuộc tội cho chúng ta đó. Và chúng ta trở thành nguồn phước cho nhiều dân tộc. Amen. Trở thành nguồn phước cho nhiều dân tộc. Amen. Amen. Không thể nào mà chúng ta không hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, không hưởng phước lành từ Abraham. Có thánh linh chúng ta có tất cả mọi sự. Đấng toàn năng đang ở trong chúng ta, đấng toàn tri đang ở trong chúng ta, đấng toàn tại đang ở trong chúng ta, vì Ngài là Đức Chúa Trời, thánh linh là Đức Chúa Trời. Amen.
thân ở đâu, rồi anh có sự tự do. Tất cả những cái gì trói buộc, tất cả những cái ách của Satan, tất cả những sự thích phải bị bứt phá, đại đại. Mọi đồng lý trong tâm trí chúng ta phải bị đánh đố. Ở thân linh quyền năng của Ngài. Amen. 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 Đức Thánh Linh bày tỏ và trang bị. Thứ nhất là Ngài bày tỏ. Điều đầu tiên cho chúng ta đó là tâm linh khôn sáng, khải thị để nhận biết Chúa, nhận biết chính mình, sự kêu gọi của Chúa, nhận biết cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, nhận biết quyền năng vĩ đại siêu việt của Đức Chúa Trời. Thứ hai là Ngài bày tỏ cho chúng ta những cái bí mật, điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghĩ đến, thì Đức Chúa Trời đã sẵn sàng cho những người tin nghe Ngài. Amen. Điều thứ ba là Ngài trang bị cho chúng ta lẽ thật và bày tỏ cho chúng ta những việc tương lai. Amen. 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 Đủ trọn chưa? Quá đã cho chúng ta rồi, quá hạnh phúc, quá vui sướng rồi. Amen. Nên mỗi một chúng ta có Thánh Linh ở bên trong, có Thánh Linh dẫn dắt, có Thánh Linh bày tỏ, thì làm thế nào để Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta và chúng ta nhìn thấy được cái sự phong hành của Đức Thánh Linh trên đời sống của mình? Nên chúng ta làm thế nào để rồi luôn luôn đồng hành với Đức Thánh Linh, trò chuyện với Đức Thánh Linh để rồi Ngài có thể bày tỏ cho chúng ta? Nếu chúng ta không trò chuyện, không đồng hành với Thánh Linh của chúng ta thì làm sao Ngài có thể bày tỏ? Chúng ta cứ cầu nguyện một hồi đúng vậy, cuối cùng không có gì giờ để Thánh Linh nói chuyện, cứ nói với Chúa không, nói nhiều quá, nói với Chúa nói nhiều quá, cuối cùng là nói xong đứng dậy đi lại, không để Chúa nói gì hết. Biết sao mà nghe tiếng Thánh Linh phát? Ai có tai mà nghe, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phát cùng các tội lắm. Ai có tai mà nghe, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phát cùng các tội lắm. Amen. Chúa Thánh Linh luôn luôn phát cho họ và họ thắng phải nghe. Amen. Chứ không phải nói nhiều, làm đi. Amen. Hãy làm đi chứ đừng nói nhiều, nói nhiều quá rồi mà nó Chúa có nghe mình nó đừng có nói vậy. Không, phải làm và lắng nghe. Lắng nghe, hãy yên lặng người ta là như vậy. Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe. Chúa sẵn sàng cho chúng ta. Amen. Chúa sẵn sàng, không phải là chúng ta nói nhiều. Chúa Giêsu dạy rồi, không phải là nói nhiều mà được cái gì đó theo như thế gian này. Không phải là đây lặp đi lặp lại nhiều lần mà được cái gì đó, không phải. Nhưng mà chúng ta nói ít mà họ thực tin. Có nhiều lúc tôi nói chúng ta là đời còn hết tiền rồi, nói vậy mà tin đã đầu Chúa chuyển thôi. Amen. Đương nhiên là chúng ta theo cái nhu cầu của Chúa ban cho, chứ không phải là chúng ta mang tiền qua cửa sổ giàu có để rồi mang tiền qua cửa sổ lòng lòng quay để làm cho người ta tôn vinh mình, không phải như vậy đâu. Nhưng mà chúng ta làm cái nhu cầu. Amen. Nhu cầu của công việc Chúa, nhu cầu của công việc gia đình, nhu cầu của họ thánh gì đó cần thánh linh bảo chúng ta làm hãy làm. Amen. Chúng ta có một cái rất là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta mỗi người chúng ta đứng lên, chúng ta cùng việc. Hãy đứng lên và cùng việc. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.